Hello, mình quê mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình quê đang ở Phước Ninh, Dương Minh Châu. Quay ghi hình của mấy cài đang bị lún nè. Chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem cho vui. Hôm nay 9:20 ạ, Belarus 9:20. Nó lún này từ từ sáng giờ chắc. Sẵn quần lên xuống phụ. Trong Phước Ninh là nhiều máy cày lắm. Đấy. Có con đang ra nữa, nghe cái bồ là biết rồi. Ồ, nghe cái bồ biết rồi các bạn ha. Bồ đen, tục bồ. Không có qua được tại vì con kinh chạy trên bờ kinh. Chắc mọt dung luôn. Này, dắt cây lại. Một đầu tới ớt xét luôn kìa. Đây là bánh sau nó 18 4 30 nha. Cái tên này mấy lớp rồi hả? Rồi đào nãy giờ xong các bạn, lót cây rồi vô đi. Hả? Không có. Giờ đào bên kia xong rồi giờ tới vét bên đây nha các bạn. Đụng cái bụng luôn hay. Đó, giờ chiếc xe đó xuống nha các bạn. Belarus 562M xuống giải cứu. Ủa, chơi gáo xe máy ủi luôn rồi. Chơi gáo đèn. Hú. Đó nè, bầu hú. Ủa.
nghe bồ hú đã. Ồ, cái cạn mớ cáo luôn à. Bồ bồ cục quá. 562M lên bồ. Thì lóc đen luôn các bạn. Ở trước 8 cục tạ gắn trái đèn của xe máy ủi. Ủa, xe đó giải cứu quá các bạn. Ê, ê. Chở đầu queo đầu. Không biết bác tài này xử lý chiếc xe này sao đây không biết nữa. Chạy tuốt ở dưới rồi. Chắc nó sang cũ quá các bạn ơi. Đó. Đúc đích vô sang cũ. Thuộc lấy nón của vợ đi luôn hả? Hả? Lấy nón của vợ đi luôn hả? Thôi. Rồi cái là lên lấy thằng này mất sang hả? Sang cũ hả? Wow, sang cho mới rồi chứ không sang hết. Để hết đi không nổi. Đúng rồi. Đây, bây giờ sang cũ nha. Đó. Ủa mày nghĩ sao cái thằng cái dục lên nổi này? Quá trình quá trời đất.